Na 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 na
ông xã. Ông xã về rồi hả? Mới giờ bây giờ mệt lắm rồi nào. Thấy gì không? Thấy gì không? Bộ mù sao không thấy? Đẹp không? Lấy đồ đi bén mà bận vô đúng không? Không phải, đồ của em mà. Đồ bén đúng không? Không, đồ em mới mua đó. Đẹp không? Này nhìn cũng được á. Nè, ông xã. Đẹp không? Thích không? Thích không? Thích không? Thích không? Anh đi ngủ trước nha. Ờ, cái gì mà ngủ chứ? Trời đất ơi. Dậy. Cái gì nữa? Dậy nghe em hỏi nè. Cái gì nấu đây? Anh có nhớ hôm nay là một ngày đặc biệt không? Cái ngày gì thì nấu luôn đi, mệt quá cứ vòng vo hoài. Ngày đặc biệt á. Đặc biệt á hả? Dạ. Dễ sợ luôn á. Làm uổng công người ta đầu tư nhan sắc, không nhớ gì hết trơn á. Tôi biết mà, anh đâu có yêu thương gì tôi đâu. Anh cưới tôi về để chân trời vậy thôi à. Anh không có thật lòng quan tâm yêu thương gì tôi hết á. Em nấu là cái ngày đặc biệt gì thì em nấu luôn đi. Tự nhiên cứ hao hao hoài à. Anh đi làm về anh mệt rồi, em cứ hao khó anh nữa. Ờ, anh đi làm về anh mệt mà, sao anh nhớ nổi ha. Thôi để em gợi ý cho anh nha. Em gợi ý một cái là anh à liền luôn á. Hôm nay là kỷ niệm 6 tháng ngày anh mất tự do. À, anh nhớ nào? Đấy chưa, nhớ rồi phải không? Không bao giờ anh quên cái ngày này. Anh nhớ cái con xe anh bị mất dở sợ luôn á. Cái con xe anh thích lắm luôn á. Từ ngày mất con xe là mất tự do luôn á. Cái gì vậy trời? Giống như là bị cục chân á, không có đi được ở đâu kể. Không phải. Tự nhiên gì mất xe đây trời. Ý em nói là cái gì? Thôi mệt quá, nói thẳng ra luôn đây nè. Nói đi. Hôm nay là kỷ niệm 6 tháng ngày cưới của tụi mình. Kỷ niệm 6 tháng à? Ừ. Bình thường người ta kỷ niệm 1 năm, 10 năm hay là 20 năm. Thì bè kỷ niệm 6 tháng. Ông nào tôi sống dậy cũng không có nhớ nào cái ngày này nữa bà nào. À, vô tâm vô tánh. Có gì đâu mà không nhớ. Dễ nhớ muốn chết. Em vẫn còn nhớ như in trong đầu nè. Cái ngày hôm đó là ngày rằm. Hôm đó tụi mình coi xong cái bộ phim mà có cái thằng vai chính á, tên là Chơi Song Vong á. Cái mình còn tranh cãi với nhau là cái thằng này á, nó là nam hay nữ, mà tại sao nó không quen ai được lâu bền hết. Nhớ không? Hôm đó có cái con chó nó đi ngang qua nhà mình ha, cái nó làm bậy trước cửa nhà mình. Mình quánh nó quá trời luôn. Chưa kể hôm đó anh bị mất cái quần đùi, còn em bị mất cái áo. Nhớ không? Bây giờ nhớ quý. Quen men luôn á mày nào. Mà qua đi ngủ đi. Cái gì vậy trời? Bây giờ em muốn cái gì? Tự nhiên giờ người ta nói luôn ra rồi mà cũng không kỷ niệm vậy hả? Bây giờ em muốn cái gì em nấu đi. Anh thực hiện cho em được chưa? Anh chiều em, anh chiều vợ anh được chưa? Em muốn tụi mình ôm lại kỷ niệm của 6 tháng trước. Cái ngày này của 6 tháng trước mình làm cái gì á? Thì... đêm tờ tầng hồn rồi đúng không? Đúng rồi, bây giờ mình làm y chang như vậy. Nằm xuống. Nằm xuống hả? Ừ. Anh mệt lắm á, nhưng mà anh cũng ráng, anh ấy anh chiều em á nha. Ủa anh làm gì vậy? Anh không nhớ là cái đêm tân hôn mình làm gì hết hả? Thì làm cái động phòng chứ làm cái gì mệt quá. Đâu có, cái hôm đó hả, mình không có làm gì hết á. Anh không làm gì hết. Chứ lại không làm cái gì? Hôm đó anh xỉn, anh nằm chờ queo ở một chỗ à. Chỉ có em là người làm thôi. Sao vậy? Mắc cỡ. Mắc cỡ gì chứ? Ôi, để em kể cho nghe nè. Cỡ ở đây. Hôm đó anh xỉn, anh nằm ngủ khò khò đây nè. Ờ. Khi em mới lau mặt nè, lau tay nè, lau chân nè,
thấy áo nè, trong rồi xem thấy... nữa sao vậy thấy mệt quá à. Thôi bây giờ làm y chang thôi đó đi, nghĩa là bây giờ á mình sẽ đi nhậu. Mà anh là người là phải nhậu cho xỉn, anh xỉn anh về anh nằm chiều queo vậy để em làm y chang á. Đi nhậu em, đi nhậu đi liền đi. Nhưng mà anh nhậu thôi nha, chứ em không được nhậu nha. Sao vậy? Tiểu lượng em kém lắm, em uống vô một ly là em xỉn rau. Em xỉn thì có anh lo rồi, sợ gì. Cả em xỉn em hiền lắm, em ngủ không hà. Thiệt không? Thiệt mà. Bồ cơ. Cúng con của em. Ấu. Cúng con của em. Ngậu. Trời đất ơi, sao tự nhiên bữa nay vợ rủ chồng ra chiếc quán ngồi nhậu vậy? Cái này không phải là nhậu, cái này là uống để bảo vệ sức khỏe cưng à, cái này là rượu vang. Vậy uống tới bao giờ mới tốt cho sức khỏe đây? Chắc là hai vợ chồng mình là phải hết cái này. Thôi thôi. Khi một mình vợ là hết cái này mới đủ sức khỏe. Thôi đi. Bà vợ bà uống hết chai này là vợ xỉn rồi, vợ quậy hả? Banh cái quán thì vợ đốt nhà luôn á. Chồng yên tâm đi, vợ không phải thuộc tiếp người á, phụ nữ uống rượu xong là nhậu. Mà dường như là trên cái thế gian này không bao giờ có cái chuyện phụ nữ uống rượu xong là nhậu, xong là gì đó, uống rượu xong là quậy hết trơn. Mà chỉ có rơi vô những người đàn ông thôi. Chứ bao giờ mà vợ thấy cái người phụ nữ nào mà nhậu mà quậy hết trơn á, thường là người ta ngủ thôi đó, chứ người không có ai mà. Thôi đi trời ơi. Em ơi. Xỉn mà không quậy ai biết mình xỉn. Con ơi. Xấu quắc nào mà dám nói tao là vợ mày. Tét hắn. Anh đỡ nó đi. Không có xe. Anh sao đỡ được, có chồng nữa sao? Không có xe đâu, hôm nay vợ con mặc váy không có tét được đâu. Mày nghĩ sao mày là chồng tao? Anh nói mày biết nha, chồng tao đẹp trai lắm nha. Ủa anh ơi. Không có xấu quắc mũi bự như mày đâu nghe chưa. Anh là chồng của em mà em không nhận ra hả? Không, như vậy là trong tiềm thức của nó là nó nghĩ là mày đẹp lắm thôi, mày cũng phải hãnh diện, đừng có đau. Đứng im. Anh là vợ của em thì em nhìn kỹ đi. Mày là chồng đó. Mày vợ gì? Chồng là chồng của em nè. Rồi, phát nữa. Chồng hả? Tao lên tao kêu chồng tao xuống rồi cho mày hết hồn luôn à. Chồng ơi, chồng. Để đó. Con vô giờ về nè ha con. Để đó. Thím Em hỏi con vợ nó uống bao nhiêu mà nó xỉn dữ vậy? Nó uống bao nhiêu mà nó cái này nó quá trời xỉn vậy con? Hồi nãy nó uống nguyên một ly luôn á cô. Cái gì? Cái ly này ly thứ hai đâu nè. Cái gì có một ly mà nó xỉn vậy đó hả? Trời đất ơi, nó uống nguyên chai chắc chết quá. Cái này là cái bình que con người ta. Không bây giờ vậy đi, để cho bác. Bây giờ vậy nè. Cô có nhiều kinh nghiệm, cô giúp con đi. Biết mấy cái này cô rành mà. Cái người phụ nữ á mình phải nói năng nhẹ nhàng với người ta hả con ha. Nhưng mà mình là phụ nữ nha con, mình phải giữ tư cách con, cỡ nào cũng vậy. Mình có xỉn mình cũng phải nạt nó như mặt đầm là con phải khép vô nè, đúng không con nè? Đó, nghe lời đi, khép vô đó, thấy chưa? Bây giờ đó nó nghe lời, thấy chưa? Nó nghe lời vợ tao, thấy chưa? Em đừng là chị già lắm rồi, này là cô Loan nè. Nghĩ sao mà nói tôi xỉn vậy? Mày là tư cách chồng mà, mày hốt nó lên lầu đi, mày bồng nó lên lầu đi. Anh hốt em lên lầu nha. Thôi bây giờ để. Không, bây giờ mày. Trời ơi, 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 tr
chóng thở rồi. Trời đất ơi. Sao thở được mày? Bây giờ để anh. Chú mày có kinh nghiệm lo mấy cái vụ này thì mấy cái người xỉn mà chú hay vô. Nghe nói nè. Ai đây? Ha, nhìn nè. Ha. Bây giờ á tao với mày đi nhậu ha. Đi nhậu không? Sao rủ đi nhậu, vậy? Trời chú. Con vợ con xỉn như vậy nào mà chú còn rủ đi nhậu nữa. Mày ngu quá, rủ đi nhậu xong rồi mày bế nó lên giường luôn. Hay đi nhậu không? Dạ. Đi nhậu, tao mày đi nhậu ha. Đi chơi. Ê, chồng của em. Cái gì? Thằng chồng nè, nè nè, nó nè. Chết mày trời ơi, cái gì? Đây mới là chồng của tao nè, chồng tao đẹp trai vậy nè. Mẹ, đây là chồng của tôi, còn của cô, còn đây mới là chồng của con nè. Trời quá bệnh. Đá nữa nè, nó đá tao rồi. Cô già lắm rồi, muốn giục chồng luôn đó hả? Hả? Nói tôi xỉn nữa, giờ muốn giục chồng thôi nữa hả? Không, anh đi nè. Đây là chồng em. Anh ơi, hôm nay kỷ niệm ngày cưới. Bây giờ mình sẽ lên phòng. Rồi sau đó. Rồi sau đó làm gì? Sau đó rồi. Anh lớn, bữa nay anh phải làm cái gì đó thiệt là đặc biệt cho em đấy chứ. Trời ơi, làm gì mà sao nó rêm cái mình dễ sợ đó. Ui, làm như đêm qua có ai quánh mình hay sao á. Bữa nay nó nhức mình nhức mẩy luôn vậy nè. Anh sao không nói gì với em hết vậy? Hôm qua đi kỷ niệm ngày cưới vui quá chừng vui luôn, tự nhiên hôm nay không nói vậy. Người ta đụng vô cái né né à. Làm như giận người ta cái gì vậy? Em đừng có nấu nữa đâu. Em bây giờ em nhìn vậy em cảm nhận đi. Trời ơi là trời. Cái gì mà banh ta lông vậy trời? Quân khốn nạn nào nó vô quán cô Lan nó quậy vậy nè. Trời đất ơi, phải gì mà có mặt tôi nha. Là tôi không có để yên cho tụi nó đâu. Điều này là mấy thằng quỷ xỉn nè, mấy thằng mà nó nhậu say xỉn trong cái xóm mình nè. Nó qua đây nó quậy quán cô Lan này nè. Cô Lan ơi, cô Lan ơi. Cô ra mà coi coi quán cô nó bị bậy quậy banh đây nè. Trời, chuyện gì lắm sao mấy chị Dung? Bà vô đây, bà vô đây. Bà coi đi. Bà thấy không? Khốn nạn mà. Cái đám mà thanh niên trong xóm mình á, cái tụi mà hư đốn á. Đó, hôm qua nè, nó nhậu nhẹt gì nè. Nó phá bánh quán cô Lan của tôi nè. Đó, bây giờ nó tranh bành luôn. Tôi chắc chắn cái bà nha, nó lại chơi cái trò gọi là tưới nước bẻ hoa. Bây giờ nha, cái chuyện này nè là hồi xưa tôi đã nói với chú Hai rồi. Nói với chú Hai á, để mà chú Hai tính cách xử mấy cái thằng này. Mà chú Hai làm lơ, bây giờ tôi với bà xử luôn. Mình cứ canh nha, hôm nào mình có tới á, rình, lấy kéo ra. Tôi nghĩ khỏi cắt. Cái này không có cái gì để cắt hết. Không có. Bà thấy nó quậy vậy khốn nạn không mà bà kêu là không cắt. Không, cái này phải mua cây đánh đó. Bà thích đánh nó bằng cái gì bà cứ nói tôi sẽ mua. Cái đó tôi quánh nó bầm dập luôn. Khốn nạn. Đúng rồi, tôi mua tôi đánh bà chứ. Vậy tự nhiên đánh tôi. Bà phá quán người ta chứ ai. Bậy, cái này là cái tụi thanh niên hư hỏng trong cái xóm mình. Nó nhậu nhẹt say xỉn nó về nó phá. Mày làm gì vậy? Làm gì chống nạnh? Anh nói gì đi, tự nhiên cái bà Du Quang em phá quán cô Lan kìa. Cô Lan nghe được, cô Lan giận em nữa. Anh mà minh quan cho em là nguyên cái xóm này nó quánh anh liền á. Sao kỳ vậy? Vậy chứ hôm qua em không nhớ là hôm qua em làm cái gì luôn á hả? Sao không nhớ? Hôm qua thì kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng mình nè. Cái anh đưa em đi chơi nè. Cái... Đâu treo nữa. Hết nhớ. Bà không nhớ để tôi kể bà nghe. Hôm qua bà uống mới uống một ly. Bà nói bà không xỉn. Cái cuối cùng các bà gượt bà đánh cô Lan. Bà kêu ông Kiệt bằng chồng. Bà gượt ông Kiệt chạy khắp sớm này luôn. Hai vợ chồng người ta phải di tản luôn. Vô nhà người ta trốn bà cũng gượt theo. Bà kêu người ta mở cửa người ta không mở. Đó rồi bà về đây bà quạnh đi quậy bánh cái bán này người ta luôn đó. Đó bảy chiến trường này của bà nè. Của bà đó, của bà. Trời ơi trời. Phải không? Vừa yêu luôn bên ta khi ta khó khăn nhất, vừa luôn luôn tin ta chăm sóc ta bao điều lục lọi tin nhắn móc túi từng xu nè nào thì cha xét như hoảng hôn mà vừa yêu của anh ơi vừa tình yêu của anh đó cùng nhau ta đi chung qua bao trận đường dài và rồi mai sau mãi mãi là của nhau nguyện cùng bên nhau nhà vợ yêu vợ của anh.
cái chuyện con cá lóc, còn câu chuyện cá rô.